Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì mua bán xe cũ sẽ cập nhật đưa đến anh chị và các bạn một thông tin chi tiết về một mẫu gầm cao 7 chỗ Việt dã có thể vượt mọi địa hình và rất là thoải mái khi ngồi trên chiếc xe này. Xe rất là rộng rãi 7 chỗ ngồi. Đó là một chiếc xe Toyota Prado phiên bản TXR, sản xuất là 2014, nhập khẩu nguyên chiếc. Sử dụng khối động cơ máy là 2.7. Hai cầu, chiếc xe rất đẹp. Anh chị bạn có thể thấy qua sơn xi thì có trang bị ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu đen, lăn bánh với quãng đường là 99.000 km. Đấy, các chi tiết các bác có thể thấy qua, em sẽ quay qua một vòng chi tiết để các bác có thể tham khảo. Với chiếc xe này là phiên bản nhập Nhật, nó có các chi tiết như là mâm hộp, trang bị mâm hộp kim, rồi các chi tiết đèn của chiếc xe được thiết kế rất là nổi bật. Về phần đầu xe thì anh chị bạn có thể thấy qua thì nó cũng rất là hầm hố. Các chi tiết cụm đèn, đèn bi rồi kết hợp với đèn halogen, đèn sương mù thì dạng halogen rồi. Với những thanh lan to bản, thép xếp dọc theo chiều dọc, trông rất là mạnh mẽ. Đấy, các bác có thể thấy, nó đã có trang bị phiên bản này, nó phiên bản mẫu mới rồi, thì nó có trang bị đèn LED daylight. Mâm xe rồi những phần lốp láp còn rất là dày. Để em quay tổng quan để cho các bác có thể thấy các chi tiết sơn xi, rồi những phần góc cạnh của chiếc xe. Đếp nốt của chiếc xe vừa mới thay năm 2021 anh chị nhé. Đèn thì có trang bị gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Đây là những cái phần sơn xi đường vân góc cạnh, các bác có thể thấy qua không hề có hiện tượng gì mà gò hàn hay thay thế gì cả. Và đây là những cái phần chi tiết về phần cốp. Cốp thì anh chị và bạn có thể mở theo hai cách. Một là mình có thể mở cái phần kính này lên để chứa những cái vật đồ nhẹ. Còn nếu mà trong trường hợp anh chị và các bạn chứa cái đồ nặng ấy, thì mình đóng cái này xuống và mình kéo cái phần này ra, kéo ngang ra. Với phần kéo ngang này nó giúp anh chị và bạn có thể liên tưởng tới phiên bản GX460 của Lexus. Các chi tiết về ốc áp keo chỉ thì đơn vị luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang ra hãng gara chỉ định để kiểm tra. Xe thì hiện đang có tại mặt tại Ngọc Đoàn Auto, địa chỉ đơn vị là 116 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Các chi tiết cốp rất rộng rãi anh chị nhé. Hàng ghế thứ ba khi gập xuống nó sẽ rất là tạo ra một cái phẳng chứa đồ rất là rộng rãi. Sơn xi nó còn tươi như này mà anh chị ạ. Mặc dù sản xuất 2014, trải qua thì nó cũng rơi vào gần 8 năm sử dụng thôi. Đây là các chi tiết về phần cánh cửa này. Những phần chi tiết đây là lỉ, còn những cái phần này là phần mạ chôm. Rồi những cái phần nhũ bạc đấy. Và đây là những cái phần chi tiết về phần ghế da của chiếc xe anh chị bạn thể thấy. Và những phần trên nóc trần kia là có trang bị cửa gió điều hòa trên trần, giúp cho cái không gian làm mát, nó sẽ người ngồi sau sẽ nhanh mát hơn. Có chủ xe đã trang bị thêm màn hình giải trí cũng như là các chi tiết phím điều chỉnh điều hòa. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn quan tham quan về phần máy của chiếc xe để đánh giá tổng quan sơ bộ về chiếc xe này. Với phần khoang lái của chiếc xe thì nó có trang bị cũng như các phiên bản khác thôi, không có cái khác gì nhau cả. Ghế thì trang bị ghế chỉnh điện đa hướng. Và đây là vin năm sản xuất của chiếc xe anh chị nhé, sản xuất 2014. Các chi tiết ốc bản lề, ốc cánh cửa vẫn giữ được trong tình trạng là nguyên zin. Chi tiết răng cao su còn rất là chắc anh chị ạ, kéo không thể ra được đâu. Còn với những phần mà đã thay thế rồi thì kéo rất là dễ, chỉ cần hơi anh chị vào hơi kiển hơi kéo xuống cái nó đã sẽ rơi hết ra rồi. Vô lăng 4 chấu bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, rồi màn hình giải trí, các chế độ gài cầu, rồi là cần số, hộc để đồ. Đấy, các chi tiết rất đẹp ạ. Và ta cùng đi tham quan về phần máy của chiếc xe để đánh giá tổng quan hơn. Đơn vị cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm chọn lựa xe tại Ngọc Đoàn Auto. Đây là các chi tiết về phần ốc át, rồi những cái phần ốc vặt máy, chân máy. Tất cả chi tiết em sẽ quay. Còn nếu anh chị và các bạn cần xem kỹ sâu hơn ở phần nào, có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ chụp lại và gửi cho anh chị và các bạn có thể tham khảo.
Với mẫu xe này thì đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua trả góp. Để rõ thông tin về thời gian vay cũng như là lãi suất thì anh chị và các bạn hãy liên hệ em nhé. Và vừa rồi thì em đã cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin về chiếc Toyota Prado phiên bản TXR 2.7, sản xuất là 2014, nhập Nhật, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 1 tỷ 350 triệu, còn thương lượng và có hỗ trợ giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Để rõ thông tin cụ thể thì các bác hãy liên hệ em sẽ gửi chi tiết cũng như các ưu đãi cửa hàng cho anh chị và các bạn nắm rõ. Nếu các bác cần tìm xe, hãy comment xuống bên dưới, em sẽ hỗ trợ tìm xe.